thông báo của ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Bí mật gia đình. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sản xuất chương trình giải trí truyền hình mang tên Bí mật gia đình. Đây là chương trình trò chơi dựa trên mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ và sự hiểu biết của từng thành viên về các thành viên khác trong gia đình. Các thí sinh trải qua 3 vòng thi, số điểm được tính trên cơ sở kết quả trùng khớp ý giữa cha mẹ và con. Sau đây là điều kiện tham gia chương trình. 1. Thí sinh là nam hoặc nữ tham gia chương trình cùng với con trong độ tuổi từ 6 đến 9 tuổi. Các bé có năm sinh từ 1998 đến 2001. 2. Thí sinh khi đi đăng ký tham gia phải có con đi cùng và cần mang theo một tấm hình 3-4 của cá nhân, một tấm hình 3-4 của con, giấy khai sinh của con để đối chiếu. 3. Thí sinh và con khi đến tham dự chương trình ăn mặc lịch sự và phải chấp hành các quy định của ban tổ chức. 4. Thí sinh đã được thu hình các lần trước, không được đăng ký thi lại. 5. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8 năm 2007. Buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ. Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Bí mật gia đình của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 8-222-517, 9-111-730. Ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Bí mật gia đình. Thông báo, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh mở lớp quay video khóa 61, khai giảng ngày 20 tháng 12 năm 2007. Lớp học dành cho mọi đối tượng yêu thích quay video, có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Học viên được học lý thuyết song song với thực hành trong thời gian 3 tháng, từ căn bản đến những thể loại thông dụng như tin tức, phóng sự, tài liệu truyền thống. Ghi danh và hỏi thêm chi tiết tại Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 tháng 12 năm 2007 đến ngày 19 tháng 12 năm 2007 trong giờ hành chính, vào cổng số 9 đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 8-222-517, fax 9-111-754. Thời gian ghi danh có thể chấm dứt trước thời hạn khi lớp đã nhận đủ số lượng học viên. Thông báo tuyển sinh chương trình quà tặng tri thức. Ban tổ chức chương trình quà tặng tri thức Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo. Để tiếp tục thực hiện kế hoạch sản xuất chương trình quà tặng tri thức, ban tổ chức xin thông báo tuyển sinh như sau. 1. Đối tượng thí sinh là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 28. 2. Thời gian và địa điểm, thời gian phát và nhận hồ sơ đăng ký từ 8 giờ đến 17 giờ, thứ Bảy ngày 18 tháng 8 năm 2007. Địa điểm: sân vận động Hoa Lư, số 2 đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Hình thức và điều kiện đăng ký. Các thí sinh đến đăng ký mang theo một bản photo chứng minh nhân dân, một tấm hình cỡ 4x6cm, hình mới nhất trong vòng 6 tháng. Ban tổ chức phát hồ sơ đăng ký không hạn chế trong thời gian tuyển sinh, hoặc thí sinh tự in mẫu phiếu đăng ký bằng cách truy cập trang web www.blastar.com.vn. Ban tổ chức chương trình quà tặng tri thức. Khi đến đăng ký dự tuyển, thí sinh mang theo hai tấm hình 4x6, một bản sao chứng minh nhân dân kèm bản chính. Ban tổ chức đề nghị thí sinh có thái độ văn minh, lịch sự khi đăng ký dự tuyển và tham gia chương trình. Tuyển nhóm tham gia phần trò chơi khán giả. Mỗi đội chơi có 3 thành viên đại diện cho một cơ quan, đoàn thể, đơn vị. Gọi đến số 088-484534 để đăng ký. Ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình Nốt Nhạc Vui. Ban tổ chức cuộc thi Chuông Vàng Giọng Cổ lần 2 năm 2007 thông báo. Kính thưa quý vị, tiếp nối thành công của cuộc thi Giọng Cổ lần thứ nhất năm 2006, để góp phần tìm kiếm, phát hiện những giọng ca hay, mới lạ cho sân khấu cải lương truyền hình, năm nay Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi Chuông Vàng Giọng Cổ lần 2 năm 2007 từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 1 tháng 11 năm 2007. Thể lệ đăng ký dự thi như sau: các thí sinh nam, nữ, tuổi từ 16 đến 35, có năm sinh từ năm 1972 đến năm 1991, trong cả nước, yêu thích nghệ thuật cải lương đều được đăng ký dự thi.
các thí sinh ghi danh mang theo 2 tấm ảnh 3-4, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ cần thiết có dán ảnh để đăng ký dự thi. Thời gian đăng ký các ngày trong tuần từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 năm 2007, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Sáng từ 9 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Địa điểm đăng ký dự thi tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 9, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các thí sinh thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Tây Ninh. Tại Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, đối với các thí sinh thuộc tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Tại Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh, đối với các thí sinh thuộc tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Tại Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, đối với các thí sinh thuộc tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang và An Giang. Tại Đài Phát thanh Truyền hình Long An, đối với các thí sinh thuộc tỉnh Long An, Bến Tre và Tiền Giang. Tại Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, đối với các thí sinh thuộc tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng. Khi tham gia, các thí sinh ăn mặc đẹp, đứng đắn, có thái độ nghiêm túc trong việc ghi danh và tham dự các vòng thi. Các thí sinh dự thi vòng sơ tuyển sẽ hát 2 câu vọng cổ tự chọn đã đăng ký với ban tổ chức. Hội đồng giám khảo sẽ chọn 50 thí sinh vào vòng bán kết và được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ vòng chung kết, 10 thí sinh sẽ được bồi dưỡng thêm các kiến thức về ca diễn nhằm giúp các thí sinh hoàn thành tốt bài dự thi. Giải thưởng cao nhất là giải chuông vàng và các giải khác của do Hội đồng Nghệ thuật đánh giá, trao giải. Ngoài ra, các thí sinh cũng nhận được danh hiệu thí sinh được yêu thích nhất do Hội đồng Báo chí và Khán giả bình chọn. Các thí sinh được chọn vào vòng chung kết các tuần đều được tặng quà lưu niệm. Các thí sinh được chọn vào đêm chung kết xếp hạng sẽ nhận được giải thưởng có giá trị. Các thông tin về cuộc thi được thông báo trên sóng HTV trên website www.htv.com.vn/chuông vàng giọng cổ, trên sóng FM và yết thị trước trụ sở Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cuộc thi Chuông vàng giọng cổ năm 2007. Đón đọc tạp chí HTV kỳ 1 tháng 9 năm 2007. Kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, tạp chí HTV kỳ 1 tháng 9 có bài viết tư liệu về ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tạp chí HTV kỳ 1 tháng 9 tiếp tục phản ánh các hoạt động do HTV tổ chức. Cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình năm 2007. Nhiều chương trình mới hấp dẫn sẽ lên sóng trong thời gian tới như lễ hội ca cổ, dân ca mang tên giai điệu quê hương, cuộc thi chuông vàng giọng cổ lần 2 cùng những hoạt động khác trên sân khấu. Nhiều bài viết về hậu trường truyền hình HTV, thế giới tuổi teen, phim hay trên truyền hình cáp, thế giới nghệ sĩ, thông tin phim chiếu rạp trong thành phố, các chuyên đề du lịch vòng quanh thế giới, điện ảnh truyền hình, ngôi sao nổi tiếng trong làng showbiz thế giới, câu chuyện về nữ doanh nhân thời hội nhập. Chương trình nhịp cầu âm nhạc tháng 8, các chương trình lòng mẹ, cảm xúc quê hương, giai điệu mùa thu. Trò chuyện cuối tuần với các nhân vật, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, ông Lê Hùng Dũng, chuyện là Việt Nam, chuyện là thế giới, thể thao trong nước và quốc tế. Đặc biệt, tạp chí HTV kỳ 1 tháng 9 có sự đầu tư mới, tăng thêm 20 trang, bổ sung nhiều chuyên mục mới, hình thức sang trọng, nội dung phong phú, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu ngày càng cao của khán giả. Đã có 3 độc giả của tạp chí HTV trúng thưởng đầu máy DVD sách tay và vẫn còn nhiều cơ hội tiếp theo. Ngoài ra, tạp chí HTV kỳ 1 tháng 9 còn dành tặng độc giả 100 vé xem phim giờ cao điểm 3, 200 VCD Tình yêu chỉ một lần tha thứ của ca sĩ Lý Kim Hoàng, 50 đĩa ca nhạc của ca sĩ Tuấn Khang cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Không chỉ đăng lịch phát sóng trên các kênh của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu tháng 9, tạp chí HTV kỳ 1 tháng 9 còn đăng lịch phát sóng các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước, Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa để khán giả tiện theo dõi. Tạp chí HTV kỳ 1 tháng 9 phát hành ngày 25 tháng 8 năm 2007, tăng 20 trang với hàng chục chuyên mục mới, giá không thay đổi. Đón đọc tạp chí HTV để tìm hiểu chương trình bạn yêu thích và có cơ hội nhận vé xem phim giờ cao điểm 3, hàng trăm VCD cũng như may mắn trúng thưởng DVD sách tài xinh xắn. Đăng ký từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 năm 2007. Tại khu vực miền Trung, các bạn có thể đến đăng ký dự thi tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Đà Nẵng.
Địa chỉ là số 33 đường Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng. Và thời gian đăng ký là từ ngày 23 cho đến ngày 26 tháng 9 2007. Khu vực Tây Nguyên, các bạn đăng ký dự thi tại Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, số 10 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 năm 2007. Còn tại miền Tây Nam Bộ, vào các ngày từ 20 cho đến 23 Tây tháng 9 năm 2007, các bạn yêu thích ca hát có thể đến đăng ký dự thi tại Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Địa chỉ là số 213 đường 30 tháng 4, thành phố Cần Thơ. Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi, các bạn hãy liên hệ với ban tổ chức qua số điện thoại 8292737, 8222517, hoặc các bạn cũng có thể truy cập website htv.com.vn. Các bạn hãy nhanh chân lên nhé, hứa hẹn sẽ có rất nhiều thử thách và bất ngờ dành cho những bạn đầy đủ tự tin và bản lĩnh để biến ước mơ thành hiện thực. Xin hân hoan chào đón các bạn đến với cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2007. Các bạn chú ý nhé, chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa những địa điểm đăng ký cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2007 trên phạm vi toàn quốc như sau. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ ngày 20 tháng 9 2007 đến 26 tháng 9 2007, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Địa điểm ghi danh là sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực miền Bắc, thời gian từ ngày 19 tháng 9 năm 2007 đến ngày 22 tháng 9 năm 2007. Địa điểm ghi danh Hội Âm nhạc Việt Nam, số 19 Hàng Buồm, thành phố Hà Nội. Khu vực miền Trung, thời gian từ ngày 23 tháng 9 2007 đến 26 tháng 9 2007, địa điểm ghi danh Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, số 33 Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng. Khu vực Tây Nguyên, thời gian từ ngày 23 tháng 9 năm 2007 đến ngày 26 tháng 9 năm 2007, địa điểm ghi danh Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt. Khu vực miền Tây Nam Bộ, thời gian từ ngày 20 tháng 9 2007 đến 23 tháng 9 2007, địa điểm ghi danh Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, số 213 đường 30 tháng 4, thành phố Cần Thơ. Mọi chi tiết liên quan đến cuộc thi, các bạn hãy liên hệ với ban tổ chức qua số điện thoại 8292737, 8222517 hoặc truy cập website htv.com.vn. Thông báo của ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Những người bạn nhỏ. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sản xuất chương trình giải trí truyền hình mang tên Những người bạn nhỏ. Đây là chương trình giải trí sinh động mang tính đồng đội cao, mỗi đội gồm 2 thí sinh, điểm số của từng đội tùy thuộc vào kiến thức, sự phối hợp đồng đội và khả năng hài hước của các thành viên. Sau đây là điều kiện tham gia chương trình. Thí sinh tham gia chương trình có độ tuổi từ 8 đến 10 tuổi, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007. Thí sinh tham dự đăng ký theo đội. Thí sinh đến đăng ký tham gia mang theo một tấm hình 3x4 và giấy khai sinh để đối chiếu độ tuổi theo quy định. Thí sinh đến tham dự chương trình ăn mặc lịch sự và chấp hành đúng quy định của ban tổ chức. Thời gian đăng ký ngày 22 tháng 7 năm 2007, buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Những người bạn nhỏ của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 8292737, 8222517. Ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình Những người bạn nhỏ. Thông báo: ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Những người bạn nhỏ. Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sản xuất chương trình giải trí truyền hình mang tên Những người bạn nhỏ. Đây là chương trình giải trí sinh động mang tính đồng đội cao. Mỗi đội gồm 2 thí sinh, điểm số của từng đội tùy thuộc vào kiến thức, sự phối hợp đồng đội và khả năng hài hước của các thành viên. Sau đây là điều kiện tham gia chương trình. 1. Thí sinh tham gia chương trình có độ tuổi từ 8 đến 10 tuổi, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007. Thí sinh tham dự đăng ký theo đội. 2. Thí sinh đến đăng ký tham gia mang theo một tấm hình 3x4
và giấy khai sinh để đối chiếu độ tuổi theo quy định. 3. Thí sinh đến tham dự chương trình ăn mặc lịch sự và chấp hành đúng quy định của ban tổ chức. 4. Thời gian đăng ký ngày 16 tháng 9 năm 2007, buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Những Người Bạn Nhỏ của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 8292737, 8222517. Ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình Những Người Bạn Nhỏ. Thông báo ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Những Người Bạn Nhỏ. Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sản xuất chương trình giải trí truyền hình mang tên Những Người Bạn Nhỏ. Đây là chương trình giải trí sinh động mang tính đồng đội cao. Mỗi đội gồm 2 thí sinh, điểm số của từng đội tùy thuộc vào kiến thức, sự phối hợp đồng đội và khả năng hài hước của các thành viên. Sau đây là điều kiện tham gia chương trình. 1. Thí sinh tham gia chương trình có độ tuổi từ 8 đến 10 tuổi tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007. Thí sinh tham dự đăng ký theo đội. 2. Thí sinh đến đăng ký tham gia mang theo một tấm hình 3x4 và giấy khai sinh để đối chiếu độ tuổi theo quy định. 3. Thí sinh đến tham dự chương trình ăn mặc lịch sự và chấp hành đúng quy định của ban tổ chức. 4. Thời gian đăng ký ngày 18 tháng 11 năm 2007, buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình mang tên Những Người Bạn Nhỏ của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 8292737, 8222517. Ban tổ chức chương trình giải trí truyền hình Những Người Bạn Nhỏ.